Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình quay máy cày xe rượu các bạn ơi. Nước cả chảy hòa hòa luôn à. Còn lối hẹp quá, ve lại nha các bạn. Bóng luôn à. Xe nước quá đã. Nước sắp sắp rồi, quá vừa xới luôn. Cái này là đi một lối này nữa là xong luôn. Rớt lại chút xíu, rớt lại các bạn nhỏ ha. Rồi, che lại làm cái nữa, đi dọc cầu nữa xong. Bám. Ôi. Hả? Ồ, đúng là lão nông á. Lão có giống cái giếng vậy? Lão có giống cái giếng vậy? Lối nữa là xong đến rồi các bạn. Thằng nước dù quá vừa xới rồi.
được một đám nữa nha các bạn. Ủa còn đám kia sao? Sập hả? À. Còn bây giờ mà sáu nữa ông nặng này nè. Dính phải không? Ông thì không dính mà nó sâu nữa. À nó nữa. Nó sâu á. Nữa là không nổi. Mấy con được còn béo nổ luôn có kẹt. À. Cái tầy nữa, cái thấy chắc á. Cái nó sụp theo cái lỗ đó. Trời sáu khổ rồi. Tụi mẹ nữa, tụi ép mẹ, đi với mẹ. Có sới khô rồi, giờ bầm lại thôi chứ có gì đâu. Không có cứng hả không? Ờ, đâu cứng đâu. Bữa bò xuống mẹ nó. Mày không có nước, nó sập lỗ, mẹ anh tới dự luôn á, dữ quá. Ờ. Nó đất mềm dữ hả, không sao đâu. Đi đường bao nữa các bạn. Chắc bìa luôn. Vậy chứ cũng sâu lắm nha các bạn. Xuống rồi lâm phân khỏe đó. Vét lại một cái nữa. Ghe lại làm cái nữa. Xác được bao luôn. Đây là cái trường học cấp 2 nha các bạn. Trường học Phước Thạnh. Đây là đường lộ mới làm. Và cái này nữa là xong á. Máy lên đường này luôn hả? Lên đường này luôn nha các bạn. Mạnh ghê. Ô, nước nó chảy xuống à. Giờ này nước đâu ăn ngon vậy? Đuối xuống hả? Chơi cỏ rác này ghê không?
giao rồi các bạn. Tối rồi không thấy. Chủ ruộng, chủ ruộng, chủ máy. Rồi, sắp có. Ra tiền. 94, 94. Mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Mấy bữa trước mặt bữa nay rồi. Mẹ nó bứt rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mạnh lắm các bạn. Trời các bạn nha. Đây có bóng cây quá mát.